Nhận định dự đoán tỷ lệ bóng đá Ajax Amsterdam với OFI Brit, 19 giờ ngày 22 tháng 7 giao hữu bóng đá quốc tế, cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Ajax Amsterdam vừa trải qua một mùa giải thành công vang dội ở cả giải vô địch quốc gia lẫn đấu trường châu Âu. Ajax trở lại ngôi vương của bóng đá Hà Lan sau nhiều năm phải chịu núp bóng PSV Eindhoven và Feyenoord. Thế nhưng điều khiến họ được cả thế giới chú ý ở mùa giải vừa qua là chiến tích tại UEFA Champions League. Ajax đã lọt tới bán kết sau khi đánh bại hàng loạt ông lớn của châu Âu là Juventus và Real Madrid. Đội bóng Hà Lan luôn lấy đào tạo trẻ làm nền cho thành công và họ đã được hái quả ngọt ở mùa giải qua. Nòng cốt trong chiến tích của Ajax hầu hết là những gương mặt còn rất trẻ nhưng tài năng thì thượng thừa. Điển hình có thể kể đến De Ligt, De Jong, Van de Beek. Có thể nói huấn luyện viên Erik ten Hag Anh Gia Lai đang sở hữu đội quân trẻ trung và giàu sức chiến đấu bậc nhất châu Âu. Thế nhưng thành công ở mùa trước đồng nghĩa với việc Ajax sẽ phải đối mặt với nguy cơ chảy máu nhân tài tại kỳ chuyển nhượng hè này. Tính tới thời điểm hiện tại, hai viên ngọc sáng nhất của họ là De Jong và De Ligt đã chia tay để chuyển tới các sân khấu lớn hơn tại châu Âu. Tuy nhiên, sức mạnh của nhà vô địch Hà Lan có vẻ như vẫn được duy trì. Bằng chứng là ở 4 trận giao hữu đã qua, Ajax vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Họ giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 16 bàn vào lưới đối phương. Chuỗi trận giao hữu của nhà đương kim vô địch Hà Lan sẽ tiếp tục vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Đối thủ tiếp theo của họ là OIF Breta tới từ Hy Lạp. Đây là trận đấu được dự đoán không mấy khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Ở giải vô địch quốc gia Hy Lạp, OIF Breta là cái tên không mấy nổi bật. Mùa vừa qua, họ thậm chí còn phải đá trận play-off để tranh vé vớt trụ hạng. OIF Breta đã có 2 trận giao hữu giai đoạn vừa qua nhưng đều phải nhận thất bại. Sự yếu kém của họ còn được thể hiện khi hàng công không ghi nổi bàn thắng nào. Rõ ràng là một sự so sánh khập khiễng khi đặt đội bóng Hy Lạp lên bàn cân với Ajax. Sự vượt trội là điều dễ thấy nơi các nhà đương kim vô địch Hà Lan. Chiến thắng có lẽ đã nằm trong túi thầy trò huấn luyện viên Ten Hag Anh Gia Lai từ khi trận đấu chưa bắt đầu.